Vâng, mình chào các bạn. Hôm nay bonsai Linh Vượng lại xuống thăm vườn của em gái Hòa, xinh tươi. Chào em Hòa nhé. Vâng, chào anh Vượng. Hôm nay lại cùng với em Hòa để báo giá cho quý vị tham khảo tất cả những cây cảnh để cái giá cả thị trường hiện tại lên hay xuống như thế nào để quý vị nắm được cái giá luôn. Nhiều khi anh em vào các vườn lớn thì họ chỉ tham quan cây thôi, nhưng không biết là cái giá như thế nào. Như với ở dưới này thì họ sẽ báo giá toàn bộ, cái nào cũng báo giá để các bạn nắm được. Và thuận mắt ưa nhìn cái nào thì các bạn có thể là điện thoại liên hệ để giao lưu. Ở đây bonsai Linh Vượng đang quay một cây xanh năm điền, kết hợp ôm những cái viên đá thấm thủy. Cái này thì có nhiều tiền không em Hòa nhỉ? Cây này giá 130 triệu ạ. 130 triệu. Vâng. Đấy, một cây sắp xếp bong bóng rất đẹp. Ừ. Nhưng với cái giá cũng chỉ 130 triệu. Ừ. Sẽ có những cái giá hợp lý cho anh em sưu tầm. Ừ. Quay cả mặt trước mặt sau cho quý vị tham quan đây. Và tiếp theo chúng ta sẽ tham quan một cây xanh năm điền tiếp theo đây. Vâng. Là cây hai thân, một trực một siêu, đang uốn lượn vờn nhau rất đẹp. Thế như cái này giờ thì nhà vườn mình giao lưu như thế nào em nhỉ? Giá là 60 triệu ạ. Giá 60 triệu thế ạ? Vâng. À đấy, cây này giá 60 triệu. À, bonsai Linh Vượng sẽ quay gần lại cho quý vị tham quan cái bộ thân pháp tay cành. Đấy, cây rất đẹp, làm đẹp thật. Ừ. Đây là một cây tung, những cái đường thân chạy vặn xoắn rất đẹp. Cây tung này nhiều tiền không em? Cây tung này là 75 triệu ạ. 75 triệu. Ừ. Đây, cái thân gốc đây, khá lớn. Đây là một cây si búp hồng. Vâng. Có cái thân đường chạy rất nạ dáng. Vâng. Cái này thì giao lưu giá bao nhiêu em? Giá là 30 triệu anh ạ. 30 triệu. Vâng. Cho anh em thăm cây cân thắng này luôn xem nào. Cây cân là thằng Tín đó. Vâng. Dáng huyền ôm quạt. Cái này bao nhiêu đây? Cây giá 12 triệu ạ. 12 triệu. Vâng. Có mấy chục cây, cứ quay. Những cái thân gỗ này, cây nhỏ thân gỗ này thì bình 3 quần... triệu một cây ạ. Rơi vào tầm độ 3 triệu một cây. Vâng. Những cây này là ra quả rồi. Vâng. À. Ăn quả không biết nó có ngon không nhỉ? Ngon anh ạ. À thế à? Vâng. Ừ, như thế lạ lạ, nho vâng. Thân gỗ, nho này, dòng mới vâng. Mới. Vâng. Nên là cái tùng là hàn dáng trực. Cái dáng đẹp. Là cái gốc đẹp đấy nhỉ. Vâng. Hình như cái này có giá 18 triệu vâng, đúng không? Vâng, 18 triệu anh ạ. Thế ghi sẵn ở trên chậu đây vâng. Rồi 18 triệu. Vâng. Cây này cây xanh, dáng trực văn nhân này. Cây giá bao nhiêu đây? Cây này là 12 triệu anh ạ. 12 triệu. Vâng. Với cây si bên cạnh luôn nè, cây si nhỏ nhỏ. Vâng. Cây si là 4 triệu anh ạ. À, thấy có cái dáng lạ lạ nhỉ. Vâng. Cái thình trên thì như trái tim. Vâng. Đấy, đấy, đấy. Ba bông, hay đấy. À, nó đúng như một cái cổng làng này đấy. Như cái kiểu cây si cổ đấy. Vâng.
À, có cây dối này hay quá. Họ đang làm một cái lối bông tan tự nhiên. Một gốc cây dối. Cái này thì báo tin. Liên hệ qua số điện thoại anh ạ. À. Cái này thì điện thoại trực tiếp. Vâng. Bởi vì chưa thấy báo giá. Vâng. Một cây si đang tùm. Vâng. Nhìn thấy cái thân pháp thế này thôi. Vâng. Si này là si búp hồng. Đi nọ đẹp. Cái này có nhiêu tiền ạ? Giá 28 triệu anh. 28 triệu. Vâng. Bây giờ nhìn cái thân pháp nó hơi khó, họ chưa cắt nọc ra. Vâng. Đấy, chưa ra. Đẹp mà. Đây. Nọc ra mới thấy được. Nó có bộ vệ bên trong. Ừ. Vâng. Rồi đang che kín hết rồi. Vâng. Cái này nó cũng là si búp hồng. Cái si đẹp này. Như thế này. Vâng. Đường thân chạy đẹp, cây này thì già lắm. Vâng, cây này già, cây này đẹp lắm. Cây này thì báo giá bao nhiêu? Cây này giá là 28 triệu ạ. 28 triệu. Vâng. Một cây xí rất già. Vâng. Đấy, cái xì có cái đường chạy họ cắt lọc cũng đẹp này. Vâng. Thân pháp. Đây lại cho quý vị tham quan một cây sành to cao. Vâng. Có cành hoành bày rất dài. Cái này thì vẫn có cái không gian lớn mới chơi được cây này. Vâng. Sân vườn phải rộng. Với cây rất to. Đấy, có em Hoài đứng cạnh một cây nhỏ xíu. Vâng. À, người nhỏ, đấy, cây là to như thế đấy quý vị ạ. Ừ. Có người đứng cạnh cái thì quý vị cảm nhận được ngay. Nhưng cái này thì giao lưu bao nhiêu nhỉ? Cây này giá là 100 triệu ạ. 100 triệu. Vâng. Ừ. Đấy, cái thân hoành. Ừ. Những cây nhỏ nhỏ này thì giao lưu bao nhiêu đấy? 5 triệu một cây anh ạ. 5 triệu một cây. Vâng, tức là cứ đồng giá. Vâng, không, cây bên này thì 4 triệu. À, cây bên này thì 4 triệu. Vâng, hai cây thì đều 4 triệu anh. Nhỏ nhỏ hơn này thì 4 triệu một vâng, cây. 4 triệu một cây. Vâng. Ừ, có cây 5 triệu này sống cũng được. Vâng. Vâng. Em mà anh cây tùng nữa. Trong thùng xốp chú đèo được, hai thùng xốp cộng với nhau chú đèo được. Không, cây ở đây chú đèo được mà. Cái tung này thì có giá bao nhiêu? 75 triệu anh ạ. Cây này mấy cây bên kia nó là một đôi đấy. À, một đôi cây tung. Vâng. Tạo tiểu cảnh cái cổng làng, cái cổng tam quan. Vâng. Một cây hồng trứng dáng ban trà. Vâng. Đấy, quý vị mà làm một cái ban trà ngồi ở dưới cái gốc cây kìa. Lao ra thì rất râm mát. Cái này mà đến mùa là ra quả đẹp đấy nhỉ? Vâng, ra quả đẹp lắm. Cái này giao lưu giá bao nhiêu nhỉ? Giá là 50 triệu anh ạ. 50 triệu. Vâng. Một cái tùng cũng dáng trực. Cái này giao lưu giá bao nhiêu ra? Cái này giá 18 triệu ạ. 18 triệu. Anh em nào thích dáng trực thì là cây tùng này, dáng ừ. trực. Có cái dúi nhỏ nhỏ này hay nhỉ? Vâng. Ôm đá này. Cái này là bao nhiêu đây? Cái này 1 triệu rưỡi. 1,5 triệu. Ừ. Tiểu cảnh. Ừ. Có cái cây sung này, dáng lạ. Ừ. Cây sung bao nhiêu đây? Giá 7 triệu ạ. 7 triệu cây súng này. Vâng. Như con rồng nhỉ? Vâng. Quần quại ghê không? Một cái xanh, chất liệu xanh Nam Điền. Cây ba vai.
Cái này thì giá bao nhiêu đây? Giá 28 triệu ạ. 28 triệu. Vâng. Đấy, những cô xanh Nam Điền to như thế này. Vâng. Thân Pháp này, 28 triệu rồi quý vị. Đây là những cây đa dáng siêu siêu dáng lão. Ừ. Cái đa dáng lão này thì giao lưu bao nhiêu em? Giá 12 triệu anh ạ. 12 triệu à? Vâng. Đó, một cây đa rất đẹp, 12 triệu. Có cây xanh này dáng thân Pháp nó chạy lạ đấy nhỉ? Vâng. Từ gốc lên nó ngoan ngoèo. Cái này thì báo giá giao lưu bao nhiêu? Giá là giao lưu là 28 triệu ạ. 28 triệu. Vâng. Rồi chúng ta lại sang tham quan hai cây dúi cơ. Vâng. Đây mới về một đôi dúi. Đấy, anh em cứ phải đi đâu đào đánh dúi làm gì, chứ nó xa chết mệt rồi. Vâng. Những cây dúi trồng trong chỗ sống như thế này rồi mà có cái giá rất hợp lý đây. Vâng. Cây dúi này thì bao nhiêu đây em? Cây dúi này 25 triệu ạ. Đấy, có 25 triệu. Vâng. Các bạn đi đào đánh về chưa biết nó sống hay chết. Vâng. Thế nào. Nhưng một cây dúi như thế này 25 triệu mang về mà tu luyện thành. Vâng. Cây này. Già u cục đấy. Vâng. Đấy, cây dúi còn u cục. Cây này dáng của nó đẹp. Sẵn tay đòn hết. Đấy, nên tận ngọn. Có 25 triệu, việc gì phải đi đào đánh về này, ươm ủ này gần chết. Đấy, những cây này sống trong chỗ bao năm. Cái này bao nhiêu đây? Cây này là 30 triệu ạ. Đấy. Những gốc cây dúi già sống sẵn trong chỗ. Tay cảnh rất già, làm nâu lắm. 30 triệu. Đây là cây xanh, cũng chất liệu xanh Nam Điền. Cái này thì giao lưu bao nhiêu giá nhỉ? Giá là 16 triệu anh ạ. 16 triệu rồi. Vâng. Lại báo giá luôn cho quý vị, yêu thích cây nào thì cứ vào việc. Vâng. Không phải thăm dò giá gì nữa đúng không? Vâng. À, lại còn rất nhiều những cây xanh to to ngoài này cũng. Vâng. Cây này của họ có một đôi đấy anh. Một đôi à? Vâng, một đôi. Đôi này thì bao nhiêu? Đôi này là 90 triệu, 45 triệu một cây anh ạ. 45 triệu một cây, là 90 triệu hai cây. Vâng. Họ làm theo lối trực huyền, à trực hoành. Vâng. Trực hoành hoành bay ra. Hai cây này ôm nọ lục bình này. À trong nó ôm cái lọ lục bình. Vâng, bên trong vậy anh. Ừ. À đây đây, họ chôn chìm dưới gần hở cái cổ lọ. Vâng. Lục bình này. Trước là một cái lọ lục bình, xong họ cắt đi, họ cho vào chậu. À. Và có một cái cây này là to cao đây. Vâng. Cây này mới mang về anh Vượng. Dạ. Yeah. Vâng. Cây này có nhiêu tiền không? Cây này là 45 triệu ạ. 45 triệu. Vâng. Rồi quý vị nào mà cứ hợp nhãn cây nào thì cứ trực tiếp điện thoại cho em Hòa qua số điện thoại Bonsai Đinh Vượng đặt trên màn hình quý vị nhé. Vâng. Cuối cùng Bonsai Đinh Vượng cũng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cuốn video tiếp theo. Vâng.